Hân hoan chào đón quý vị và các bạn quay trở lại với kênh tin tức của 7 News, cập nhật nhanh những tin tức tâm điểm trong nước và quốc tế. Mời quý vị và các bạn đón xem nội dung chính của bản tin hôm nay. Xe tải lấn làn để lấy thêm không gian quay đầu, vô tình ép hai ô tô con va vào nhau. Sự việc được camera giám sát lắp đặt trên đường quay lại cho thấy, một chiếc xe tải khi chạy tới đầu con lươn thì bất thình lình đánh lái sang phải, khiến cả đầu lẫn thân ép sát về phía chiếc ô tô đang chạy ở làn bên cạnh. Rồi sau đó, chiếc ô tô này bị đẩy dồn về bên phải, va vào một chiếc ô tô khác. Tình huống làm nhiều người kinh hãi, đặc biệt là hai tài xế ô tô, khi không lại trở thành nạn nhân. Điều đáng nói là sau khi lấn làn gây họa cho xe khác, thì tài xế xe tải lại không bỏ lỡ giây nào mà lập tức đánh lái rẽ trái, tạo thành một vòng cung lớn bọc trước đầu con lươn rồi rẽ sang làn đường bên cạnh. Dù sau đó tài xế vẫn cho xe tấp vào lề để xuống giải quyết hậu quả, tuy nhiên người này vẫn bị cư dân mạng chỉ trích. Theo cư dân mạng, không chỉ tài xế trên có cách quay đầu nguy hiểm mà vẫn có nhiều bác tài khác cũng có kiểu đánh lái lấn làn sang bên cạnh để mở rộng không gian quay đầu như thế. Có thể thấy rõ ràng là cách quay đầu này vô cùng nguy hiểm, cần thay đổi ngay. Đập cửa kính siêu thị, trộm tiền, hàng rồi vá lẩy trước khi bỏ trốn. Sáng ngày 24 tháng 5, Công an quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng huy động lực lượng nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, thu thập các dấu vết để truy xét nhóm trộm cắp táo tợn đập cửa kính siêu thị mini. Trước đó, khoảng 6 giờ cùng ngày, người dân khu đô thị sinh thái Nam Hòa Xuân đi tập thể dục trên tuyến đường Minh Mạng, Đồng Nò, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thì phát hiện siêu thị mini 2MS lô 43 bị đập cửa kính, phía trước rơi vãi nhiều hàng hóa. Theo camera ghi nhận, khoảng 2 giờ ngày 24 tháng 5, một nhóm có 3 người dừng xe trước cửa siêu thị trên, đập cửa kính bên hông, rồi vào trong mở cửa chính. Trước tiên, nhóm trộm lấy ngay két tiền tại quầy thu ngân, sau đó vơ vét nhiều hàng hóa khác bỏ vào túi ni lông lớn. Tất cả đều đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang che kín mặt. Trong đó có một người mang áo khoác, hai nghi phạm còn lại mang áo trùm kín người, giống như áo mưa, để che giấu nhân dạng. Clip từ trích xuất camera cho thấy, vụ trộm xảy ra chỉ trong vòng 5 phút. Đáng chú ý, trộm cắp xong, một nghi phạm đã chắp tay vái lạy trước siêu thị mini trước khi rời đi. Người này còn chu đáo cúi xuống dùng tay bật gác chân phía sau bên phải xe cho đồng bọn leo lên xe máy, rồi cả ba rời khỏi hiện trường. Đại diện siêu thị cho biết, két tiền ở quầy thu ngân có khoảng 10 triệu đồng. Các món hàng hóa bị trộm cắp còn có thực phẩm, mỹ phẩm hiện đang được thống kê số lượng. Hơn 700 tấm đan mương thoát nước hầm chui cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh bị đập phá. Ghi nhận tại hầm chui nút giao thông Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh thuộc dự án mở rộng xa lầu Hà Nội, đoạn qua địa bàn phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức, xảy ra tình trạng công trình cống rãnh thoát nước bị phá hoại. Cụ thể, nắp đan bê tông cốt thép đầy các rãnh thoát nước, các rãnh thép mương thoát nước, tấm bê tông cốt thép ốp mái ta luy đường trong phạm vi khu vực nút giao này bị đập phá. Qua tìm hiểu, đơn vị đang quản lý duy tu bảo trì thường xuyên tuyến đường xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1, đoạn từ ngã ba trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn theo hợp đồng BOT được ký kết với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng xa lộ Hà Nội, viết tắt là C2. Ông Nguyễn Thanh Nam, Phó Giám đốc C2 xác nhận có hơn 200 tấm đan tại khu vực hầm chui nút giao thông Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh bị kẻ gian phá hoại. Đại diện C2 cho biết do số lượng tấm đan bị phá quá lớn nên đơn vị chưa thể khắc phục sửa chữa kịp. Hiện chúng tôi đang cho đúc lại hàng loạt tấm đan để lắp đặt tại các vị trí bị phá hoại nhằm đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị. Ông Nam chia sẻ thêm. Phẫn nộ cô giáo mầm non tát bé trai 31 cái trong lúc ăn. Ngày 24 tháng 5, trường mầm non Tuổi Ngọc, phường An Bình, thành phố Biên Hòa đã quyết định chấm dứt hợp đồng với cô giáo Nguyễn Thị Bích Hường vì hành vi bạo hành bé trai 2 tuổi trong giờ ăn trưa. Trước đó, bà Nguyễn Thị Thảo, 33 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa, phản ánh lên công an phường An Bình về việc con trai 2 tuổi bị bạo hành, ngược đãi tại trường mầm non Tuổi Ngọc. Vào cuộc, công an đã mời nhà trường, cô giáo Bích Hường lên làm việc cùng phụ huynh. Làm việc với cơ quan chức năng, cô giáo thừa nhận, trong giờ ăn trưa ngày 17 tháng 5, cô có dùng tay đánh bé trai. Từ camera trích xuất của nhà trường xác định, cô Hường đã tát bé trai 2 tuổi bằng tay tổng số 31 lần vào má trái. Ngay sau sự việc, nhà trường đã quyết định chấm dứt hợp đồng với cô giáo Hường. Phía công an đã báo cáo lên công an thành phố và phòng giáo dục thành phố Biên Hòa. Bị can Nguyễn Phương Hằng từ chối 8 luật sư.
Trưa ngày 24 tháng 5, một nguồn tin cho hay, bị can Nguyễn Phương Hằng, 52 tuổi, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, có đơn từ chối 8 luật sư bào chữa cho bị can trong vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Từ đó, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ra văn bản thông báo cho 8 luật sư liên quan. Như vậy, bị can Nguyễn Phương Hằng hiện chỉ còn một luật sư là Hồ Nguyên Lễ tham gia bào chữa. Trước đó, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến kế hoạch xét xử vụ án Nguyễn Phương Hằng từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 6. Quyết định xét xử chưa được tống đạt cho bị cáo và người tham gia tố tụng trong vụ án. Tuy nhiên, theo Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, kế hoạch dự kiến xét xử có thay đổi. Nguyên do vì thời gian dự kiến xét xử trùng với kế hoạch xét xử của nhiều vụ án đã lên lịch xét xử trước đó, đồng thời vụ án có nhiều luật sư tham gia chưa được tiếp cận hồ sơ. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có kế hoạch xét xử chính thức và tống đạt quyết định xét xử theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố tạm giam từ ngày 24 tháng 3 năm 2022. Cáo trạng xác định từ khoảng tháng 3 năm 2021, thông qua mạng xã hội, bị can Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín danh dự của 10 cá nhân. Đoạn phỏng vấn gây bão mạng của ông chủ Trung Quốc về nhân viên Việt Nam. Theo chia sẻ với truyền thông, người đàn ông họ Lê sang Việt Nam lập nghiệp, điều hành một công ty livestream bán hàng. Mọi chuyện với ông đều khá êm đẹp, cho đến khi nhìn thấy nhân viên người Việt của mình. Ông thực sự khá sốc với phong cách làm việc của nhân viên ở đây. Nó hoàn toàn khác với khi ông ở Trung Quốc. Hay nói một cách cụ thể là nhân viên Việt Nam làm việc hết sức tản mạn, trong họ chẳng có một chút căng thẳng, khẩn trương nào. Ngày nào họ cũng rất vui vẻ, chỉ có mình tôi là âu sầu lo lắng. 9 giờ sáng tôi đến công ty chẳng có ai ở đó, 10 giờ họ mới thong thả bắt đầu xuất hiện. Chưa làm được bao lâu đến 12 giờ một cái là ảo một phát đi ăn cơm, rồi cả công ty nằm vật ra thành một hàng ngủ trưa đến 2 giờ chiều mới dậy. Có mỗi mình tôi ngồi đó như một thằng ngố. 4 rưỡi chiều là bắt đầu ngồi tám phét nói chuyện đầy trên ghế sofa, hết chỗ thì ngồi xuống đất, trông mặt mày chắc chắn không phải là thảo luận công việc. Kim đồng hồ vừa chạm đến 5 giờ rưỡi là đồng loạt chuẩn bị ra về. Bọn họ đi rồi còn mỗi mình tôi ở lại. Cả công ty dường như chỉ có mình tôi lại bắt đầu sầu muộn, lo nghĩ. Ông Lê chia sẻ. Một số bình luận tiêu biểu của cư dân mạng xứ Trung. Đây là chuyện tốt mà, việc gì phải làm việc đến sống dở chết dở. Đó là bởi vì nước mình tranh đấu ghê quá, chỉ số hạnh phúc của người Việt Nam cao lắm. Đám cưới, đám tang ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không được dựng rạp ngoài đường quá 48 tiếng. Theo đề án của Sở Giao thông Vận tải Thành phố để sử dụng tạm thời vào các mục đích khác, vỉa hè phải đảm bảo dành ít nhất 1,5 mét cho người đi bộ. Đối với lòng lề đường, nếu như được sử dụng tạm thời một phần ngoài mục đích giao thông, thì phần còn lại phải đảm bảo bề rộng bố trí tối thiểu 2 làn ô tô cho một chiều lưu thông. Dự thảo đề án quy định các hoạt động sử dụng tạm thời vỉa hè trên địa bàn do Sở Giao thông Vận tải hoặc Ủy ban Nhân dân cấp huyện cấp phép theo thẩm quyền quản lý từng tuyến đường. Cụ thể, sẽ có 5 trường hợp được sử dụng tạm thời một phần hè phố không phải cấp phép sử dụng bao gồm tổ chức đám cưới, đám tang và điểm trong giữ xe, phục vụ đám cưới, đám tang, tổ chức kinh doanh dịch vụ mua bán hàng hóa. Hàng hóa phải thuộc danh mục do Ủy ban Nhân dân các huyện cấp ban hành. Điểm để xe hai bánh không thu tiền dịch vụ trong giữ xe, bố trí các công trình tiện ích phục vụ cho giao thông công cộng, lắp đặt các công trình tạm, các công trình phục vụ tổ chức giao thông trên hè phố, giải phân cách, đảo giao thông, bố trí đường dành cho xe đạp. Sở Giao thông Vận tải lưu ý về việc tổ chức đám cưới, đám tang và điểm trong giữ xe phục vụ cho đám cưới, đám tang phải được thông báo cho Ủy ban Nhân dân cấp xã, nơi cư trú để được hướng dẫn và phần hè phố có thời gian sử dụng không quá 48 giờ, trường hợp đặc biệt không quá 72 giờ đối với đám tang. Lần đầu tiên Apple công bố gỡ hơn 8.000 ứng dụng nguồn gốc Việt Nam. Theo đó, nhà táo cung cấp các số liệu thống kê có ý nghĩa về quy trình xem xét ứng dụng, bao gồm số lượng ứng dụng bị từ chối, số lượng tài khoản khách hàng và nhà phát triển bị hủy kích hoạt, số lượng ứng dụng bị xóa khỏi App Store, dữ liệu liên quan đến các truy vấn và kết quả tìm kiếm. Số liệu ghi nhận, trong năm 2022, App Store có tổng cộng hơn 1,7 triệu ứng dụng với hơn 6,1 triệu lượt xét duyệt. Một ứng dụng có thể gửi duyệt nhiều lần và 1,6 triệu lần từ chối với các lý do liên quan đến an toàn, hiệu suất, thiết kế hay pháp lý.
số lượng các nhà phát triển. Tính hết năm 2022, có gần 37 triệu nhà phát triển đã đăng ký với Apple và hơn 420.000 tài khoản lập trình bị xóa khỏi chương trình nhà phát triển, với lý do phổ biến nhất là những tài khoản này có kết nối với những tài khoản bị đình chỉ trước đó. Báo cáo cũng cho biết, trung bình mỗi tuần Apple ghi nhận hơn 656 triệu người truy cập, 747 triệu lượt tải ứng dụng và hơn 373 triệu người tìm kiếm. Ngoài ra có hơn 282 triệu tài khoản Apple ID bị đình chỉ trong năm ngoái liên quan đến các ứng dụng nguồn gốc Việt Nam. Thống kê cho thấy, Apple đã gỡ bỏ hơn 8.400 ứng dụng của các nhà phát triển, trong đó trò chơi chiếm 4.561 ứng dụng, tiếp đến là tiện ích 800 ứng dụng và giải trí 726 ứng dụng, và lý do chủ yếu là vi phạm thiết kế 4.657 ứng dụng và lừa đảo 3.626 ứng dụng. Biệt thự khủng sai phép nghiêm trọng ở Cầu Giấy đã hoàn thiện vẫn chưa cưỡng chế. Thời gian vừa qua, báo chí đã phản ánh phanh phui nhiều sai phạm trật tự xây dựng ở Hà Nội. Điển hình và nổi bật là vi phạm tại công trình biệt thự số 9 nhà B ở khu biệt thự 5,2 hectare, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Ghi nhận cho thấy, hiện công trình số 9 nhà B, khu biệt thự 5,2 hectare đã hoàn thiện, thay đổi cấu trúc mặt ngoài và đang được đưa vào sử dụng. Song các vi phạm tại biệt thự này vẫn chưa được xử lý triệt để. Công trình số 9 nhà B, khu biệt thự 5,2 hectare, phường Yên Hòa, được Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy cấp phép xây dựng ngày 12 tháng 11 năm 2020 với quy mô 3 tầng. Diện tích xây dựng tầng 1, 2, 3 là 75,7 m², chiều cao lên tới đỉnh mái 12,29 m². Tuy nhiên, chủ đầu tư đã tổ chức thi công sai nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp. Cụ thể, xây dựng thêm tầng hầm, diện tích khoảng 150 m² ngoài hồ sơ được cấp phép. Thi công mái tầng 1 vượt quá 75 m² so với hồ sơ được cấp phép. Nhiều người dân sinh sống gần công trình này cho biết, dù biệt thự xây sai giấy phép, nhưng không hiểu tại sao một công trình vừa hoành tráng, nguy nga lại nằm giữa thủ đô vẫn có thể hoàn thiện được. Về vi phạm tại công trình này, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội đánh giá là nghiêm trọng. Nhiều cán bộ quận, phường đã bị kỷ luật liên quan đến căn biệt thự này. Bản tin hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để theo dõi những tin tức mới nhất mà chúng tôi cập nhật mỗi ngày.